Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của Hoa hậu Phương Lê, cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia và ba con gái. Phương Lê, sinh năm 1979 tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Việt Nam xuất sắc vượt qua hơn 50 thí sinh đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới năm 2017. Trong đêm chung kết Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới năm 2017 diễn ra tại Philippines, Việt Nam có hai người đẹp tranh tài là cựu người mẫu Dương Yến Ngọc và Á hậu 1, Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ năm 2015 Phương Lê. Ngoại hình tươi trẻ cùng gương mặt thanh tú, học vấn tốt, Phương Lê được đánh giá là ứng cử viên sáng giá dành cho Vương Miện. Trải qua các phần biểu diễn, điệu nhảy tập thể, thi trang phục dạ hội, quốc phục và phỏng vấn, Phương Lê bất ngờ đăng quang danh hiệu Hoa hậu. Dù trước đó từng tuyên bố rút khỏi cuộc thi vì lý do bận công việc cá nhân, được sự động viên của gia đình bạn bè, Phương Lê tiếp tục trở lại chinh chiến sau khi thu xếp ổn thỏa công việc. Trong suốt những ngày diễn ra cuộc thi, Phương Lê tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam, giao lưu với các thí sinh các nước, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Mặc dù khá vất vả trong những buổi tập luyện, nhưng Phương Lê vẫn luôn tươi cười live stream, cập nhật tình hình với người hâm mộ tại quê nhà. Đại diện của Việt Nam, Dương Yến Ngọc cũng có mặt trong top 8 cuộc thi và giành được giải phụ. Mặc dù đã bước qua tuổi 38, bận rộn với công việc và phải chăm sóc chồng và ba con nhỏ, nhưng Hoa hậu Phương Lê vẫn duy trì được vẻ đẹp tuổi đôi mươi. Những đường nét thanh xuân thì gợi cảm của Phương Lê không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz. Ngoại hình lý tưởng, mỗi lần xuất hiện, Hoa hậu Phương Lê luôn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hoa hậu Phương Lê cho biết bí quyết duy trì vẻ đẹp chính là tinh thần, các yếu tố thẩm mỹ chỉ là phụ. Nụ cười chính là bài thuốc quý duy trì tuổi thanh xuân của Phương Lê. Mỗi ngày khi đối diện với những khó khăn trong công việc và cuộc sống, Phương Lê đều nhìn chúng bằng cái nhìn tích cực để không phải suy nghĩ nhiều. Không chỉ giữ tinh thần thoải mái vui vẻ, Hoa hậu Phương Lê còn có chế độ ăn uống khoa học để có được thân hình chuẩn, vóc dáng hoàn mỹ. Thông tin về người chồng của Hoa hậu Phương Lê vô cùng hạn chế. Được biết rằng anh là người gốc Huế, sau thời gian làm việc như đối tác kinh doanh thì cả hai đã phải lòng và cưới nhau vào năm 2010. Cho đến nay, vợ chồng Hoa hậu Phương Lê đã sinh sống với nhau hơn 11 năm và có với nhau 3 người con gái. Trước đó vào năm 2017, sự việc Hoa hậu Phương Lê rửa chân cho chồng từng gây tranh cãi mạng xã hội, bởi khi đó cô đang là Hoa hậu Thế giới cũng như nổi tiếng là người có tài sắc. Ít khi nhún nhường ai, hiện tại Phương Lê không còn xuất hiện nhiều để đi thi người mẫu nữa. Thay vào đó, Phương Lê đang tập trung vào công việc kinh doanh, bất động sản và phần nào đó cũng là công ty nha khoa cho chính cô thành lập. Nửa đầu những năm 2021, Phương Lê vướng vào lùm xùm với Lý Nhã Kỳ vì tung tin chưa kiểm chứng giữa nữ ca sĩ và cố make up Minh Lộc. Không dừng lại tại đó, người đẹp Hòa bình Thế giới còn chiếm sóng mạnh khi chửi thẳng Phi Nhung trong drama bóc lột con nuôi của nữ ca sĩ và ủng hộ việc bóc phốt của Nguyễn Phương Hằng, bà Seo Đại Nam. Và tháng 3 năm 2021, khi sự ra đời của phù thủy trang điểm Minh Lộc chưa hết đau buồn cho giới nghệ sĩ, Phương Lê có tiết lộ thông tin tự sự của cả hai, nội dung lời tâm thư của người đẹp 7X nói về sự ngưỡng mộ của cô, về tình cảm của Lý Nhã Kỳ và Minh Lộc, bên cạnh đó là việc Minh Lộc nhờ Nhã Kỳ mua nhà và chu cấp cho gia đình của anh. Qua đó, Phương Lê tiết lộ lúc sinh thời, Minh Lộc là trụ cột trong gia đình và có ước mơ mua nhà. Nay anh không may mắn mắc bệnh và qua đời nên giấc mơ vẫn còn dang dở. Tuy nhiên, vì đã có người bạn thân là Lý Nhã Kỳ chu cấp cho gia đình, Minh Lộc về tiền bạc lẫn tinh thần nên Phương Lê rất hài lòng và mến mộ tình cảm của cả hai. Tưởng chừng như lời chia sẻ là sự thật cũng như điểm nhấn của Lý Nhã Kỳ dành cho người bạn thân quá cố, thì ngay lập tức Lý Nhã Kỳ có hành động bác bỏ sự thật về lời tự sự kia cũng như phân trần về di nguyện của Minh Lộc. Qua đó, nữ ca sĩ cho rằng Phương Lê đang cố tình gắp lửa bỏ tay người cũng như lợi dụng Minh Lộc để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, đáp lại lời lẽ gay gắt của Lý Nhã Kỳ, Phương Lê đã nói thêm sau bài tâm thư khác, cô khẳng định việc dự định sinh thời và di nguyện để lại của Minh Lộc kể lại cho cô là hoàn toàn sự thật, cũng như cô cũng dập tan cáo buộc về việc đi đám Minh Lộc mà không cúng điếu. Tối ngày 13 tháng 6 năm 2021, Hoa hậu Phương Lê tiếp tục live stream nói về liên quan điểm riêng về ồn ào của nữ ca sĩ và Hồ Văn Cường, dù trước đó có đăng một bài viết chỉ trích gay gắt nữ ca sĩ Phi Nhung trên trang Facebook cá nhân của mình. Trong lần live stream nóng nhất về vấn đề mẹ con nuôi Phi Nhung, người đẹp 7X cũng nhắc lại khúc mắc của họ trong quá khứ hồi tháng 2 cùng năm. Qua đó, cô khẳng định nhiều lần là Phi Nhung bị trời phạt do việc ngày trước bêu díu con nuôi trên mạng.
Cụ thể thì Phương Lê tỏ rõ sự không đồng tình trong cách dạy con của nữ ca sĩ Phi Nhung. Theo người đẹp thì Hồ Văn Cường có thể đúng hoặc sai, nhưng là một người mẹ thì Phi Nhung hãy tự mình uốn nắn con nhỏ thay vì đưa con lên mạng xã hội để chỉ trích Cường. Cô đồng thời, Phương Lê cũng nhắc về drama giữ tiền đi hát của con nuôi Phi Nhung, qua đó cô hậu yêu cầu Phi Nhung trả lại tiền đi hát cho Hồ Văn Cường trong suốt những năm qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.